Thưa quý vị, sau khi xảy ra sự việc, một số đối tượng vây chặn nhóm phóng viên tác nghiệp tại xã Lăng Lớn, huyện Châu Đức vào trưa ngày 15 tháng 4. Thì sáng nay 20 tháng 4, các bên liên quan đã đến làm việc với ban nhân dân huyện để làm rõ về nguyên nhân, trách nhiệm, mức độ vi phạm. Tại cuộc họp, phía ban nhân dân xã Lăng Lớn đã thừa nhận khuyết điểm và cam kết làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm từng người liên quan đến vụ việc. Trưa ngày 15 tháng 4, khi đến hiện trường tác nghiệp theo thông tin phản ánh của người dân về công trình đặt ống cống lấp con mương nằm trên hành lang tuyến đường Mỹ Xuân Hải Giao Hòa Bình, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương. Nhóm phóng viên tạp chí Người Đưa Tin bị một nhóm đối tượng được cho là người nhà của Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lăng Lớn dây chặn, cản trở tác nghiệp. Nhóm phóng viên phải chạy đến Ủy ban Nhân dân xã Lăng Lớn nhờ can thiệp. Tại đây, nhóm phóng viên tiếp tục bị dây chặn, không thể rời khỏi trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Chứng kiến trực tiếp vụ việc có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lăng Lớn cùng công an xã, nhưng vụ việc vẫn không được xử lý thỏa đáng. Đến khi có sự can thiệp của Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức, nhóm phóng viên mới có thể rời khỏi Ủy ban Nhân dân xã an toàn. Tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức vào sáng nay, 20 tháng 4, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lăng Lớn đã thừa nhận khuyết điểm và rút kinh nghiệm trong quản lý nhà nước tại địa phương. Ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lăng Lớn phải nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm, đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm từng cá nhân liên quan. Sắp tới, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức cũng tổ chức tập huấn cho các xã thị trấn trên địa bàn, quy trình làm việc tiếp xúc với báo chí theo quy định của pháp luật.